Tại Khánh Hòa, Trần Chí Trung 25 tuổi và Phạm Duy Tân 22 tuổi cùng trú tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa là hai trong số 4 đối tượng vừa bị công an thành phố Cam Ranh bắt giữ về tội cướp giật tài sản. Đối tượng mà chúng nhắm tới chủ yếu là những phụ nữ đi đường có mang theo tài sản như điện thoại, giỏ sách. Mỗi lần gây án, các đối tượng thường bịt khẩu trang, mặc áo khoác che kín người và sử dụng chiếc xe Exciter 150 phân khối để áp sát cướp giật. Từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018, nhóm này đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm, trong đó riêng thành phố Cam Ranh là trên 20 vụ.